Ngươi dịp dịp tinh thần. Sáng khoái. À xin lỗi nhé, bất mạnh quá cho nên hình như đã chết rồi. Mày chính giết người như ngoé. Dịp tinh thần, người dám. Chẳng qua cũng không sao, chỉ là con ruồi bò, chết rồi thì cũng được yên tĩnh. Hơn nữa hắn là kẻ đã động thủ trước, bị giết thì cũng chẳng có gì phải ồn ớt cả. Cầm một, nếu như dám giết Lôi Vũ trước mặt ta thì ta cũng muốn người phải đền mạng. Nếu như gồm giết người thì ta không thể nào báo cáo với tổng môn được. Hãy nói lời cuối cùng đi. Ồ, ngươi hiểu làm gì đấy rồi à? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng mình có thể trở về tổng môn? Ta có nói rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Thôi đừng có mà khoác lác, để xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì. Vậy thì chắc ngươi có bản lĩnh lắm, hãy tự mình mà cẩn thận nhé. Miệng lưỡi giáo hoạt, nói nhiều vô ích, ra chiêu đi. Hay da. Ồ, không tệ, đã tới thất phẩm tôn giả cảnh rồi. Đúng là ngoài dự đoán của ta. Ngươi biết thì cũng muộn quá rồi. Hôm nay không chỉ người phải chết, mà tất cả những người có mặt ở đây cũng phải chết. Khen ngươi một câu mà đã kiêu ngạo rồi. Ai buồn cười chết đi được. Đừng có nói vớ vẩn nữa, đi chết đi. Cũng được, dù sao thì cũng là người sắp chết, cho người mở mang tầm mắt vậy. Coi như là họ cuối cùng mà ta cho người pháp, pháp tắc lực. Có kiến thức đấy. Không thể nào, ngươi đang lừa ta. Cỡ phỏng vào vườn cảnh mà đã có sử dụng được pháp tắc lực, đúng là đáng ngạc nhiên. Đừng có một phô trương thành thế, nộp mạng đi. Ai, đúng là chưa thấy quán tài cho đổ lệ mà. Chưa động tường, nam chưa quay đầu. Phục máu của người màu đỏ à? Dịp, dịp tinh thần. Ai, đúng là làm người ta bất ngờ nha. Dịp tinh thần, giữa chúng ta vốn không có thù, giữa ta cũng chẳng có lợi ích gì cả. Nếu như người thà cho ta thì ta sẽ không gây rắc rối đâu. Bây giờ mới nói mấy cái câu đó, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ta vì thế nên cứ yên tâm mà lên đường đi. Ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Không phải ngươi thua rồi sao? Không, đừng giết ta. Ta đã tử trọng tâm của Lộ Vân Thần Tông. Nếu như ngươi giết ta rồi thì tông môn chứ không tha cho ngươi đâu. Lỗi đình, trên trời này có rất nhiều người muốn giết ta, thế một người thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Quen rồi, giết người là bởi vì nơi này, vì nơi đã vì minh mạnh mà bắt nạt một nữ tử. Nếu như ân cô nương không chạy nhanh thì bây giờ đã chết rồi. Ta chịu ân của cô ấy, cho nên thù này không thể không báo. Cứ vậy đi. Người điên rồi, không thể giết ta, không thể giết ta. Lôi linh, đừng có hiền nhà thế, là đàn ông thì hãy hiền ngang mà chết xem nào. Ai nghiền ngang chết? Ông không. Dịp tinh thần, người sẽ không được chết tử tế. Kết thúc. Tất cả đều đã chết rồi. Ngay cả Lôi Linh cũng án là thần tiên à? Cô nương, đừng có đứng đó nữa, chúng ta phải mau chóng tìm lối ra mới được. Nơi này không thể ở lâu. Được. À phải rồi, ta đang định tìm kiếm cơ duyên đấy. Rồi sau đó. Sau đó thì lạc đường, rồi gặp phải hai người bọn họ nói chuyện cái gì về đó về tiết liền, thế nên mới bị đuổi giết tới tận đây. Ồ, vậy cô có nhớ nơi đó là ở đâu không? Nhớ thì có nhớ, nhưng mà nó cách xa nơi này hơi xa. À cũng không sao, chúng ta đến đó xem. Chắc đúng là nơi này rồi. Cái chắc không, cô nương không phải cái mù đường chứ? Còn lâu, tiểu cô nương nhớ đường cực kỳ giỏi đó. Wow, chính là nơi đây rồi. Đúng là thần bí thật.
Cố động con sắp bị băng tuyết trắng hết lối vào rồi. Hình như lại lạnh rồi. Kết giới ở đây sẽ hạ nhiệt độ xuống. Hai người cẩn thận nhé. Ừ. Đi lại này quái quỷ nào thế? Muốn đông lạnh chết người ta. Trước mặt là điểm kết thúc rồi. À, cô nương, có chịu một chút đi. Sao chỗ đó lại sáng thế? Ở bên trong động có ánh sáng cực kỳ chói mắt. Lý nào là lối ra? Đây là... Wow. Là một bông hoa siêu khổng lồ. Đó là hoa sen. Bông hoa thật là lớn. Đã lạnh lắm rồi. Hai người đều có nghịch lên tình đấy. Có lẽ đây chính là băng tuyết thần liên vạn năm. Không biết hạt của nó lớn thế nào nữa. Nếu như nó đúng là băng tuyết thần liên mà cô vừa nói, thì thế thì chúng ta gặp rắc rối to rồi. Vì sao thế? Lúc băng tuyết thần tiên nở hoa ra, thì khí lạnh sẽ theo đó mà tỏa ra bốn ý. Khí lạnh của nó thậm chí có thể thay đổi khí hậu của cả một vùng. Nếu như nó thực sự là băng tuyết thần liên vạn năm, vậy thì có thể cả mặt cảnh này đều là do nó mà hình thành. Vậy chẳng lẽ sau khi hấp thụ được tinh hoa sen này thì sẽ thành tiên luôn à? Tôi khuyên ngươi đừng có mà đồng tin nó. Chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của nó, nên chạy đi thì hơn. Chẳng lẽ mỹ nữ sợ rồi? Chỉ là một bông tuyết liên thôi mà. Hay chỉ là một bông tuyết liên thôi, sao không đi thử xem? Chúng ta bây giờ đều đang ở trong một cảnh mà bông tuyết liên này tạo ra. Có thể sống mà đi ra ngoài đã không không còn chưa biết được, mà lại còn khóc lác nữa. Dù sao thì chúng ta cũng không tìm được lối ra. Nói không chừng hai bông hoa này xuống thì sẽ tìm được đường ra đấy chứ nhỉ. Nói thì hay lắm, chẳng qua là nói linh tinh thôi. Chẳng lẽ các người thật sự định động tới nó sao? Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Mật cảnh đã bắt đầu rung lắc rồi. Thôi xong, rung lắc rồi. Hả? Không được, khí lạnh nhiều quá. Mau vận khí đi. Bông hoa này sao lại có cả tính cách bắt đầu tức giận rồi? Ừ, tôi chết rồi. Dịp tinh thần, mau cứu quẩy đi. Sắp đông lạnh chết rồi kìa. Ở cô nương, hãy bám chặt lấy ta. Hả? Đừng cứ do dự nữa, mau rút khỏi đây thôi. Nó làm cái gì đấy? Mà kiếp, đã tấn công ta. Vị huynh đệ đừng có qua đây. Nơi này là bên trong hoa sen. Nó muốn khóa tầng hồn của mình lại, sau đó sẽ nuốt tất cả tu vi ở trong đan điền của mình, tức là sáu huyệt mà. Cái thứ này thì đan điền sẽ bị đóng băng mất. Chẳng qua là người tính sai một bước rồi. Không thấy rằng đan điền của ta rất đặc biệt sao? Thế nào hả? Bị hỗn độn đan điền tấn công lại cảm giác thế nào? Nếu như là ta có thể hấp thụ được người thì đúng là phải cảm ơn ngươi rồi. Đúng là tuyết liên vạn năm. Hỗn độn đan điền không thể nuốt được nó trong khoảng thời gian ngắn. Mình lại bị khó hết ngũ hoàng hỏng rồi đây. Hả? Bạn đang bốc hơi. Nhiệt độ đang dần dần ấm lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Có thể là bên trong đang biến động cái gì đó. Tỷ tỷ tỷ, bên kia đã xảy ra chuyện gì thế? Diệp Quỳnh Đệ có sao không? Ta cũng không rõ nữa. Nhưng cái thời hắn sẽ xảy ra chuyện gì không biết chừng. Tuy rằng hắn không phải là người đơn giản, nhưng đối thủ là một linh vật vạn năm. Mong là hắn sẽ gặp may mắn. Diệp Quỳnh Đệ sẽ không bị làm sao cả. Ta sẽ liều mạng với con quái vật này. Người bình tĩnh lại một chút đi. Đừng có hồ đồ. Thả ta ra. Chúng ta cũng không biết bên trong thực hư thế nào. Nếu làm loạn thì có thể đổ vỡ hết kế hoạch của hắn, thậm chí là làm hắn bị thương nữa. Nhưng mà ta biết người lo lắng cho hắn, nhưng mà chúng ta phải hành động thật là cẩn thận. Lúc gặp chuyện mà chẳng giúp đỡ được gì cả. Yên tâm đi, hắn có nhiều cách lắm, sẽ không gặp nạn dễ dàng như thế đâu. Bên trong bông tuyết liên, Diệp tinh thần đang bị đông cứng, ngũ quan gần như đã mất hết, chỉ còn lại ý thức. Hỗn độn đan điền thật là lợi hại, có thể đánh ngang tay với tuyết liên. Chỉ có điều không biết là khối đỏ này từ đâu đến đây. Nãy giờ mà mình không phát hiện ra sự tồn tại của nó, cũng không biết nó là bạn hay thù. Chỉ có điều nếu cứ giằng co như thế này thì ngay cả ý thức của mình cũng sẽ bị đông cứng mất. Nếu như có thể hoạt động lại thì đã thu phục được bông tuyết liên này rồi.
Không quan tâm nữa, thập cửu nhất sinh, liều mạng thôi. Mối con muốn con hơn là không bao giờ. Đánh cược một phen vậy, đánh cược rằng làng khói đỏ này là bạn, không phải là thù. Sống chết quyết định vào lúc này. Biến hình. Thôi xong, Tuyết Liên là tiến thêm gần một bước rồi. Nguyên thần cũng bị đóng băng nữa. Chẳng lẽ làng khói đó này lại bắn đứng mình? Đừng có đùa nhé. Thế này thì phiền rồi. Mình chỉ cố gắng xong bộ này luôn cho anh em xem nhé. Kỳ quá. Ai, nguy hiểm quá. Xíu chút nữa thì tôi rồi. Ngươi cố tình đến muộn đấy à? Muốn chạy? Ngon ngõn canh tây chịu trối đi. Ta không muốn kéo dài thời gian trận chiến này đâu. Vì thế mau kết thúc màn kịch đi. Xem ro, nó đã an phận rồi. Tiếp theo ổn độn nuốt thiên kinh. Nuốt. Bắt đầu dung hợp thần hồn rồi. Có thể cảm thấy ý thức của nó đang từ từ dung nhập vào não. Đã hoàn thành, lại còn thuận lợi hơn cả tưởng tượng nữa. Thử kết nối với nó xem sao. Có thể nghe thấy tiếng ta không? Ta đã biến ngươi thành hình người rồi, vậy nên chắc chắn phải hiểu được lời ta nói chứ nhỉ? Dạ, chủ nhân. Ta có thể kết nối với người thông qua thần trí. Cái chuyện gì thế ạ? Xem ra dung hợp rất thành công. Sau này người hãy ở trong đan điền của ta đi. Vâng, thưa chủ nhân. Ở trong này rất thoải mái. Linh Nhi rất thích khí tức ở đây. Linh Nhi, đó là tên của người. Khí tức mà người nói chính là linh khí tinh khiết mà chưa tiến hành phân ổn âm dương, rất hợp với thuộc tính của người. Còn nữa, đừng có gọi ta là chủ nhân. Chúng ta không phải là chủ tế mà là quan hệ cộng sinh. Đừng có nói chuyện đó nữa. Ngươi có cách nào giúp chúng ta thoát khỏi đây không? Vậy thì gọi là đại ca ca nhé. Nếu như ta giúp đại ca ca ra ngoài, có thể cho ta thêm nhiều khí tức như vậy để ăn không? Ăn? Thú vị thật đó. Thứ đó trong cơ thể, ta muốn bao nhiêu có bấy nhiều. Hứa rồi đó nhé. Hoa cúc hợp lại rồi. Hàng khí đang điên cuồng tụ về đây. Sắp bảo rồi. Cuối cùng cũng ra rồi. Các người không sao chứ? Đương nhiên là không sao rồi. Ngươi vẫn chưa bị đông lạnh nên chết. Thật tiếc quá đi. Vì huynh đệ tốt quá rồi. Ngươi không sao rồi. Dù sao thì ta cũng mới. Mới qua cơn thập tử nhất sinh. Nói thế làm người ta đau lòng quá. Hai người sao thế? Phải, đã ghét hơn nhiều. Cảm giác sai sao? Thấy hình như có gì đó khác khác trước. Hai người nổi lên tình cái gì đấy? Nói sao nhỉ? Hình như là có cái gì đó không giống lúc trước. Thật là kỳ lạ. Hơn nữa, nội lực hình như có vẻ nữ tính hơn. Toàn thân dường như ngưng tụ ra hàn khí. Có vẻ hỏi sao? Diệp huynh của cô đáp thụ được Tuyết Liên vạn năm trong cơ thể rồi. Đã dung nhập rồi, phải không? Ta đã hấp thụ được Tuyết Liên vạn năm vào trong cơ thể rồi. À phải rồi, ông cô nương. Cái chuyện này ta muốn nói. Những hành động của hai người ở bên ngoài, ta đều nhìn thấy. Lần nào ông cô nương cũng ra tay tương trợ, tại hạ cực kỳ cảm kích. Nhưng tuyệt đối không được lộ mãn như thế nữa. Nếu cô gặp chuyện gì thì Diệp Mộ sẽ hối hận cả đời. Hả? Ngươi đừng có mà nói linh tinh. Tiểu cô nương còn lâu mới muốn giúp ngươi, biết chưa hả? Cô tức giận cái gì thế? Được rồi. Ngươi hấp thụ được Tuyết Liên, dung hợp có thuận lợi không? Liêu. Quá trình dung hợp còn một khoảng thời gian, không thể gấp gáp muốn hiệu quả ngay được. Ta đã tìm được lối ra rồi, không chần chừ nữa. Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Cô nương đã bị trọng thương, để người ta nghỉ ngơi đã rồi hay đi. Vậy cũng được. Ta cũng nhân cơ hội này luyện hóa bằng Tuyết Thần Liên. Sau khi cô nương điều tức xong thì hãy khởi hành. Đừng có làm loạn nữa. Để thu phục Thần Liên lần này mình đã nội thương quá nhiều rồi.
Nhưng bây giờ trong đan điền đã có hai luồng linh lực, nếu như luyện hóa thành công thì có thể giúp mọi người rời khỏi mật cảnh. Nhưng mà tiết liền khó luyện quá, hàng khí làm các cơ thể như muốn đóng băng vậy, đúng là bó tay mà. Hát gì? Ôi trời ơi, sao tự nhiên lạnh thế nhỉ? Này này này, đừng có hát gì ngay cạnh người khác tới chứ. Ôi giờ quá. Chắc là hắn đã luyện hóa thần liên, nếu thành công hắn sẽ dung hợp hoàn toàn với thần liên, trở thành chủ nhân của thế giới băng tuyết này. Tuy không hiểu mấy nhưng có vẻ rất lợi hại, hắn đúng là người may mắn nhỉ. Một tình lòng bông mà thôi, cái gì mà thích như vậy chứ, nhà đầu ngốc này. Việc huynh đệ rất tốt mà, chắc chắn là giữa hai người có hiểu đó, hiểu lầm gì đó. Sắp rồi. Sharingan. Xem ra, mọi việc cực kỳ thuận lợi, đã luyện hóa thành công rồi đấy à? Chắc chắn là còn rất nhiều nơi kỳ lạ nữa, chẳng còn cách nào khác nên phải từ từ tìm hiểu thôi. Sau khi luyện hóa thì không những tu vi không có gì thay đổi, mà lại còn hoàn toàn nắm được toàn bộ mặt cảnh này, thật là kỳ lạ. Chẳng qua, không chỉ có được như thế thôi, ta biết được tiếp điểm ở không gian này ở đâu, bây giờ cho ta đi thôi. 3 canh giờ sau. Lại cái gì kỳ lạ nữa sao? Âm thanh gì thế này? Hình như là tiếng của dạ thú. Đi là con gấu tuyết. Trời ơi, ở đâu ra mà lắm thế này? Một bãi trên núi. Không, không thể nào. Làm sao trong thế giới băng tuyết lại có sinh vật sống được chứ? Vì sao lại thế? Người đã luyện hóa tuyết liền, chắc người phải biết thế giới này do tuyết liền tạo ra, không hề có sinh vật sống, đúng chứ? Nhưng 7, 8, 10 con gấu tuyết ở đâu con đều là bát cửu phẩm võ vương cảnh nữa chứ. Lý nào? Này, chúng nói sao thế? Gấu tuyết lại biến thành gấu đâu rồi? Có phải là ma hóa không? Chúng nó đang biến lớn hơn, kỳ lạ thật đó. Mau, phải mau chóng chạy thôi. Chết rồi, dịp tinh thần. Một đấm. Diêm huynh đệ, người không sao chứ? Ta tự nhiên thất thần. Trời ơi, vết thương sâu quá, phải mau chóng tìm cách cầm máu thôi. Không sao, vết thương nhỏ này sẽ nhanh lành thôi, ta tự xử lý được, đừng có lo. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận hơn, lũ gấu này càng ngày càng kỳ lạ. Con gấu này quá mạnh, ta đã dùng 8 phần sức mạnh cũng không thể đánh chết được hắn, được nó, thậm chí thì còn không làm nó bị thương nặng được. Đây chẳng phải liều thú võ vương cảnh nữa rồi, đằng sau nó có rất nhiều con gấu khác nữa. Trận này phải đánh sao đây? Có vẻ như tuyết cơ khá thành thạo ở đây. Phải mau nghĩ ra cách thôi, nếu không này chúng ta không thể thoát ở đây khỏi đây toàn thây mất. Các ba người chúng ta muốn giết hết chúng nó thì chúng ta không bị cắn chết thì cũng bị mệt chết. Sức mạnh của Tiết Liên bây giờ cũng không dùng được nữa rồi. Trong tình huống chưa nắm giữ được toàn sức mạnh mà cứ cố tình sử dụng một sức mạnh lớn như thế, nếu không xử lý tốt thì có thể phát nổ đấy. Chẳng qua với vấn đề à, đừng nghĩ nữa, chúng nó sắp tới rồi. Quá lớn rồi. Có lẽ con gấu này chính là con đầu đàn của lũ gấu này. Bây giờ cách tốt nhất là có lẽ đánh con đầu đàn trước. Mà nữa, kéo dài trận chiến không có lợi cho người đâu. Phải mau tìm một cách có tác dụng, nếu không thì chúng ta sẽ chết mất. Nói thì thật dễ nghe. Có... Nói thì dễ lắm, bắt người ta phải nghĩ cách chứ. Ít coi thường người khác thôi. Lái còn nhìn ta nữa à? Mặt uyên, loạn vũ. Ba con gấu đẹp mã.
Chết. Vậy nha. Cứ thế này không phải là cách hay đâu. Nhiều quá, không trốn thoát được thì còn cách nào nữa? Ta có một cách, nhưng cần các người giúp một tay. Nói đi. Linh hồn ma thuật, lấy cái đó thì chúng ta có thể đối phó trực diện với nó. Tấn công trực tiếp là phương pháp nhanh nhất. Nói thế thì khác gì không nói chứ. Công pháp cao cấp như linh hồn ma thuật, làm sao chúng ta sử dụng được? Diệp Mộ bất tài, nhưng may mắn học được một loại ma thuật. Nhưng sử dụng nó cần chút thời gian. Hai người giúp ta tranh thủ thời gian đi. Còn nói sớm. Ngươi mau làm gì đi, để bọn ta kéo dài thời gian cho. Đúng là thứ gì ta nói thì ngươi cũng cần nhận được. Ánh sáng màu đỏ đó ở trong hỗn độn đan điền có thể giúp mình đột phá tôn giả cảnh. Cho dù nó là một phát hiện ngoài ý muốn, nhưng thật là đáng ngạc nhiên. Linh hồn bí thuật lại quá nguy hiểm, cơ hội chỉ có một lần, không thể thất bại được. Mạnh hơn một chút thì có hy vọng nhiều hơn một chút. Này, cũng đợi tới khi nào? Đợi nhặt xác tụi này à? Khổng kiếp, màu của chút thối quá. Tiểu nữ buồn đồ quá, ôi. Nói như ta đang lười nhác vậy. Làm súc sinh các người, làm ta rốn nhiều công sức quá. Tới rồi. Nhà đầu, đứng sau lưng ta. Pháp thuật này thật là lợi hại, vượt xa xác thịt mà tấn công linh hồn. Nếu không nhờ tí 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 càng lại thì mình đã biến thành một đống bùn rồi. Tí tí tí. Người đi xem, hắn chết chưa đi. Nhưng mà này này, sao ở đâu người cũng mắng ta được thế hả? Quá đáng thật. Hai người các người sao rồi? Còn trụ được bao lâu nữa? Yên tâm đi, không chết được. Diệp huynh đệ, người sao thế? À không sao, khí dư mà thôi. Chuyện gì thế này? Lại là cái thứ ánh sáng kỳ quái đó. Đừng xảy ra chuyện gì nữa đi, bây giờ chúng ta không đối phó nổi. Đây là cảm giác gì? Tuyết liền trong cơ thể đang cộng mình với mình sao? Kia là cái gì thế? Đừng có làm trò nữa, đùa hơi quá đáng rồi đấy. Cái quái gì thế kia? Một đài hoa to bằng cái quả núi. Rốt cuộc nó là cái gì? Bằng tuyết thần liên vạn năm, sao to khủng khiếp như vậy? Còn phải hỏi à, khí tức đáng sợ như thế chính là bông hoa đó chứ còn gì nữa. Nhưng bông hoa tuyết liên kia chẳng lẽ tuyết liên sao lại to như vậy? À, chính là bông tuyết liên đó. Bông hoa thượng cổ chứa đựng linh lực vạn năm của nữ hoàng Tuyền Cơ. Có lẽ chuyện con người luyện hóa tuyết liên vạn năm bị phát hiện rồi, thế nên nó mới hành động như thế. Hóa ra là vậy. Thảo nào sau khi luyện hóa tuyết liên, ta không thể thấy điều khiển được bí cảnh. Hóa ra đây mới là chủ nhân chân chính của bí cảnh. Ta nghi thư quá rồi. Xem ra phỏng đoán lần này của người gần đúng rồi. Phiền phức to đấy. Nếu nhắm vào ta, có lẽ lần này muốn trốn cũng không trốn được. Dù sao thì mật cảnh cũng là do nó tạo nên. Tuyết cơ, lát nữa các người hãy tìm cơ hội trốn khỏi đây. Vị trí lối ra chắc các người cũng biết rồi. Diệp Tinh Thần, đừng có ra lệnh cho ta. Ngươi nghĩ ngươi lại hả? Phải, ta quên mất, chúng ta là kẻ thù. Cũng được, ngươi đã có cách của mình. Vậy thì nhờ ngươi đưa cả ân cô nương đi nhé, Tuyết cô nương. Chẳng lẽ Tuyết liên lại kéo ngươi vào trong? Diệp huynh đệ. Ai, thế này thì nghi to rồi. Có lẽ Tuyết liên trăm vạn năm định hấp thụ Diệp thần đấy. Nhà độc, bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây. Thoát khỏi đây, tí tỷ đã nói cái gì thế? Chúng ta có thế mà đi sao? Chẳng lẽ chúng ta vứt bỏ Diệp huynh đệ bỏ chạy à?
Diệp huynh đệ hay đấu khẩu với Tí Tỷ Tỷ, nhưng hắn cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều mà. Trong lúc này chúng ta bảo hắn mà đi, chẳng lẽ Tí Tỷ Tỷ nhẫn tâm sao? Ngươi lại đây thì làm được cái gì? Nhà đầu, bây giờ vì chúng ta có thể là tin tưởng vào sự may mắn của hắn. Có thể lúc chúng ta ra ngoài thì hắn đã liền ra trước, đợi chúng ta ở ngoài rồi đó. Hắn đã nói cho chúng ta biết vị trí lối ra rồi. Chúng ta thoát khỏi đây trước đi. Đi thì đi, nói to tiếng làm gì thế? Dịch tinh thần vừa bị lôi vào lòng đất thì đám bận rộn dùng hỗn độn đang đi để chống lại hàng khí của thần liên. May mà người nhắc nhở ta kịp thời. Hàng khí của người đồng dạng với thần liên, sợ rằng ta chưa tỉnh lại thì đã lạnh chết rồi. Cảm ơn thì thôi đi, đại ca ca. Hãy nghĩ cách đối phó với nó đi. Nó là lão tổ tông của Linh Nhi đấy. Lão tổ tông? Thảo nào to như vậy? Nhưng mà vì sao nó lại chỉ bắt một mình ta? Chắc là lão tổ tông cảm nhận được ngươi luyện hóa ra rồi, cho nên tức giận đó. Lại còn cái cảm xúc này nữa cơ à? Tuy nhiên rồi, lão tổ tông là thần liền trăm năm, trăm vạn năm rồi. Đại ca ca, nên làm thế nào đây? Cùng làm thế nào nữa? Cục diện bây giờ nếu như không phải ta hấp thụ nó, thì nó sẽ hấp thụ ta. Chẳng lẽ là còn hy vọng nó sẽ thả ra, thả ta ra? Vận chuyển. Không được, quả nhiên vẫn còn kém rất xa. Trong chớp mắt đã bị đông cứng hết rồi. Chẳng qua ta rất muốn biết, có phải ngươi cũng sợ làn khói đỏ cực nóng ở trong hỗn độn đan điền của ta không? Ồ, đã vội vàng đá ta ra thế này rồi à? Đối với ta đây thực sự là một đề nghị không tồi đấy, lão tổ tông đại nhân. Sao thế, tức giận à? Không hổ là thần liền trăm vạn năm, ngay cái tức giận cũng thành nhã như vậy. Gió lạnh pha lẫn đá, chết rồi, nó muốn xuyên qua da, trực tiếp đóng lạnh kinh mạch tạng phủ của mình. À không được, nếu bảo vệ kinh mạch thì cơ thể sẽ bị đông cứng trong nháy mắt. Chẳng lẽ thật sự phải chết ở đây sao? À, chẳng qua, chứ dù có chết thì ít nhất cũng phải liều mạng một phen. Ta liều mạng với ngươi. Đại ca ca, cứ cố vận chuyển hai loại năng lượng thì cơ thể không chịu đựng nổi đâu, mau dừng tay. Không sao, làm gì còn cách nào khác chứ, ít nhất có thể đẩy tu vi lên cực hạn trong nháy mắt. Dạ, cửu phẩm tồn giả cảnh. Đau quá, máu trong cơ thể đang bốc hơi, đồng thời với lượng chỉ sức mạnh màu đỏ và sức mạnh tuyết liệt, khó chịu quá. Kinh mạch toàn thân như sắp nổ tung rồi, máu trong cơ thể sắp bốc hơi rồi, phải tốc chiến tốc thắng thôi. Nào, lão tổ tông đại nhân, để xem máu ta cạn trước hay là cánh hoa của người rộng trước. Chủ nhân, được đấy, lão tổ tông đang bị hấp thụ rồi, mau dừng tay đi, không thể tiếp tục nữa đâu. Không được, bây giờ không thể dừng lại, nhân lúc nó đang suy yếu thì phải luyện hóa ngay. Nếu đợi tới lúc nó hồi phục linh lực thì sẽ bị nó ăn mất, không có đường lui. Cố một lần nữa nào. Dạ. Lão tổ thần liên, ngươi nghe lời cho ta. Yên tĩnh trở lại. Rồi. Yên tĩnh lại rồi à? Thành công rồi. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Sức mạnh đang dần dần hồi phục rồi. Ai đã đến cực hạn rồi. Xíu chút nữa thì bị ăn ngược lại rồi. Đại ca ca. Đại ca ca. Ngươi vào ổn chứ? Có nghe thấy ta nói gì không? À, bồng hồ đó đã không còn phản kháng nữa à? Tuy rằng không thể luyện hóa hoàn toàn, nhưng trước mắt thì tạm thời đã ổn định rồi. Đại ca ca, đúng là không phải người đơn giản nha. Thế mà vẫn chưa thể luyện hóa hoàn toàn,
không hổ là thần liền trăm vạn năm. Sau khi người hồn mơ, ta và lần khôi đỏ đã cùng nhau luyện hóa. Sau khi biến đến tầng thứ 7 thì không thể làm gì được nữa. Lão tổ liều chết cũng phải phòng thủ. Nếu như cố tình luyện hóa thì có thể làm cho đan điền nổ tung, ngọc đá cũng nát, cho nên bây giờ cầm giữ nó ở trong đan điền thôi. Cũng được, có lão tổ tông của người ghê chê ta tu vi thấp cho nên mới liều chết kháng cự. Thôi đi, để mặc đó đi, dù sao thì luyện được tầng thứ 7 cũng tốt rồi. Xem ra dung hợp rất thuận lợi, đại ca cũng hồi phục rất nhanh, gần như đã hồi phục hoàn toàn rồi. Cũng gần được rồi, làm sao sau khi dung hợp ta cũng trở thành chủ nhân của bức ảnh rồi, cộng thêm lực hồi phục và hỗn độn đan điền, thế nên hồi phục nhanh cũng không phải điều kỳ lạ gì. Trong một khoảng thời gian ngắn, lực hồi phục của lão tổ của người có lẽ không thể nhanh bằng ta. Hỗn độn đan điền quan trọng nhất là sau khi hấp thụ nó, tu vi của ta đã lại thăng cấp rồi, đã đột phá được võ vương cảnh đến tôn giả cảnh rồi. Thế thì trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng nữa. Vậy tức là khí hỗn độn sẽ nhiều hơn. Linh Nhi thích nhất là cái đó. Lão tổ tông của người và làn khói đỏ cũng cùng ăn đấy. Bà tên tham lam vô độ các người, dù sao thì cũng phải phần cho ta một ít chứ. Đại ca ca, cùng ăn khí thể đó sao? Tôi bỏ đi, dù sao thì các người ăn thì ta cũng được lợi như thế, chỉ sợ ăn rồi thì không tiêu được thôi. Không nói linh tinh nữa, sau khi dung hợp thần liên thì ức thức của ta và nó đã được nối liền. Từng ngọn cỏ trong bí cảnh ta đều nắm rõ hết, ta đến lúc rời khỏi đây rồi. À phải rồi, bây giờ đại ca ca có thể điều khiển tất cả mọi thứ ở trong bí cảnh, thử một tí đi. Con chỉ có thể điều khiển mà tất cả mọi thứ trải qua ta đều nắm rõ hết, còn cả âm mưu to lớn của bí cảnh này nữa. Bây giờ tất cả tiết điểm và xuyên mạch của bí cảnh đều ở trong đầu ta, thậm chí con có thể điều khiển sự biến đổi của nguyên tố nữa. Để đến lúc ta sẽ hủy diệt được âm mưu của bí cảnh này là có thể rời khỏi đây. Đến lúc đó tam đại hoàng triều và Bắc Dương đế quốc, món nợ của chúng ta phải tính toán cho thật rõ ràng. Thật không hổ là lão tổ tiên của thần liên, linh lực chỉ có 7 tầng mà có thể nghịch chuyển quy tắc tự nhiên rồi. Không thể chần chừ nữa, phải giải quyết nhanh, sắp không điều khiển được bí cảnh nữa rồi. Đã một ngày rồi, tiêu tỷ tỷ, Diệp Quynh Đệ đã không xảy ra chuyện gì chứ? Chúng ta sắp tới tiết điểm rồi, chứ dù hắn có thể hấp thụ được thần liên hay không, thì ta tin rằng hắn có cách để sống lại. Ngươi không thể tin tưởng ta một chút sao? Ta chẳng qua là có một số chuyện còn phải giải quyết mà thôi, đã làm hai người lo lắng rồi. Rất đẹp trai. Diệp Quynh Đệ, may mà ngươi không bị làm sao cả. Bồng hồ sen to như thế mà cũng không ăn nổi người, đúng là châu chấu mà đá được voi mà. Ta không chỉ sống dài đâu, mà bây giờ Diệp Mộ đã có thể điều khiển tất cả mọi thứ trong bí cảnh rồi, bao gồm cả mở cửa ra ngoài. Hả? Chẳng lẽ tần liền trăm năm đã bị người làm thịt rồi sao? Video đến đây là hết. Mời các bạn đón xem tập sau nhé.